Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 17 tháng 8, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình lao động bị ảnh hưởng trên địa bàn để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Những diễn biến khó lường của thị trường đầu ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người nuôi tôm trên cát càng khó khăn hơn. Hiện nay, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi ốc hương, một đối tượng có giá trị kinh tế cao. Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng cộng cán trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Huế. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vào sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình lao động bị ảnh hưởng trên địa bàn để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Với cả lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, cần hết sức chú ý để công tác phòng dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh và ngành lao động thương binh và xã hội cần có đánh giá toàn diện người lao động tạm dừng nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh. Đáng chú ý là người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động. Lưu ý về công tác phòng dịch cho lực lượng thực thi công vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc dịch COVID-19. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến đầu ở các chỗ kiểm soát dịch bệnh, các khu cách ly cũng phải cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không được dịch bệnh lây lan từ những nơi này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt, nắm vững nguyên tắc bốn tại chỗ, tập trung huy động lực lượng cho công tác phòng chống dịch, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, song song với công tác phòng chống dịch, các sở ngành địa phương cũng cần tập trung phát triển kinh tế, tăng cường sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ tối đa để người dân thu hoạch tốt lúa hè thu. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, tại khu cách ly T3, xã Phú Thượng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 150 công dân. Trong số 150 công dân hoàn thành thời gian cách ly lần này, có 10 công dân về từ nước bạn Lào, còn lại từ thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian 14 ngày cách ly, với sự chăm sóc, phục vụ tận tình, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành cả cấp của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, sự hợp tác đầy trách nhiệm của 150 công dân trong thời gian cách ly. Tại buổi bàn giao công dân và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, khu cách ly T3 mong bà con trở về địa phương tiếp tục tuyên truyền cho người thân, gia đình, thôn xóm hưởng ứng và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ở đây thì có hai lần xét nghiệm PCR là và ngày đầu tiên vào khu cách ly và sau một ngày của hệ thống cách ly là họ xét nghiệm thêm một lần nữa. Thì cán bộ y tế là rất là phục vụ rất ân cần và chú đáo. Sau khi hết cách ly ở đây thì tôi sẽ về nhà và tự cách ly ở nhà là trong vòng 14 ngày. Nếu trong vòng quá trình 14 ngày cách ly ở nhà có triệu chứng gì thì tôi sẽ liên hệ với y tế để theo dõi sức khỏe. Được biết, từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, các khu cách ly tập trung y tế do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón tiếp cách ly là 10.114 công dân. Đến thời điểm này, đã có 7.689 công dân hoàn thành thời gian cách ly, hiện đang cách ly 2.425 công dân. Nhân giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người đều vui mừng phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng cả cấp, cả ngành trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như được trở về với gia đình, trở lại với cuộc sống thường nhật. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng xác định là ngoài cái việc tiếp tục quán triệt đầy đủ các cái chỉ thị hướng dẫn, các cái nội quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đội cán bộ chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và từ đó chúng tôi tiếp tục là giáo dục và tuyên truyền đầy đủ các cái nội dung chúng tôi đã lĩnh hội, các chỉ thị hướng dẫn của trên, đặc biệt là công tác bảo đảm cơm chín nước sôi
và cái chỗ nơi ăn chỗ nghỉ và công việc thăm khám để kiểm tra sức khỏe cho bà con. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý theo dõi, đến nay 150 công dân hoàn thành thời gian cách ly lần này đều đảm bảo sức khỏe, không có dấu hiệu nghi liên quan đến nhiễm bệnh COVID-19. Các công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ phương tiện đưa đón về các địa phương. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021, thời gian tiểu trường sẽ được lùi sang đầu tháng 9 thay vì tháng 8 như các năm trước. Cả nước vẫn giữ ngày khai giảng là mùng 5 tháng 9. Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tiểu trường sớm nhất vào ngày 1 tháng 9. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 16 tháng 1. Học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 25 tháng 5. Năm học sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng 5. Như vậy, từ năm học tới, học sinh được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng, không học trước từ tháng 8 như các năm trước. Riêng khối tư thục cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần mỗi năm, tức có thể bắt đầu năm học từ tháng 8. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đã tăng trưởng khoảng 10% so với cùng thời điểm tháng trước. Điều này được nhận định là do hiệu ứng tích cực của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, số lượng đơn hàng tỉnh riêng tại thị trường châu Âu từ đầu tháng 8 đến nay đã tăng khoảng 10% so với tháng 7 vừa qua. Trong đó, mặt hàng tăng tập trung nhiều vào tôm và mực. Các tín hiệu này chứng tỏ EVFTA đã có những tác động rõ ràng đến tình hình xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước ghi nhận mức tăng trưởng cả về lượng và giá trị so với cùng thời điểm tháng trước. Thừa Thiên Huế có hơn 1.300 hecta nuôi trồng thủy sản, trong đó 318 hecta nuôi tôm trên cát. Sau một thời gian phát triển nóng, hiện nay nghề nuôi tôm trên cát đang phải đối mặt với nhiều rủi ro do dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt trước những diễn biến khó lường của thị trường đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến người nuôi tôm trên cát càng khó khăn hơn. Hiện nay, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang nuôi ốc hương, một đối tượng có giá trị kinh tế cao. Đây là khu vực nuôi tôm trên cát của anh Nguyễn Bá Thanh tại vùng cát thôn Trung Đồng, xã Điền Khương, huyện Phong Điền. Những năm gần đây, tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng không mang lại hiệu quả khả quan, thua lỗ liên tiếp. Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thị trường đầu ra sản phẩm cho tôm nuôi khó khăn, giá giảm sâu nên anh Thanh chuyển đổi sang mô hình nuôi ốc hương ngay trên hồ tôm. Trên diện tích 5 hecta của trang trại, anh Thanh đã cải tạo và đưa vào thả nuôi 3 ao với 5 triệu con giống với mức đầu tư khoảng 1,8 triệu đồng. Nếu môi trường thuận lợi thì từ 7 đến 8 tháng sẽ cho thu hoạch với sản lượng ước đạt gần 40 tấn với giá bán từ 220.000 đến 250.000 đồng 1 kg. Cho tổng thu nhập 4,5 tỷ đồng, trừ chi phí là hơn 2 tỷ đồng. Mức mà mình đầu tư ra, kể cả con giống, kể cả thức ăn, tổng chi phí là khoảng 1,7 đến 1,8 tỷ. Còn mà khi xuất mà nếu mà số lượng mà ổn á, mà khi xuất giá hiện tại bữa nay là khoảng là nếu mà đạt là 4 tỷ rưỡi. Là địa phương nuôi tôm trên cát trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phong Điền hiện có 170 hecta diện tích hồ tôm đang được thả nuôi. Mô hình nuôi ốc hương trên hồ tôm đã mở ra triển vọng kinh tế mới cho người dân nơi đây. Riêng tại xã Điền Hương, sau khi ảnh hưởng đại dịch COVID-19, đến nay có khoảng 12 hồ nuôi tôm trên cát chuyển sang nuôi ốc hương. Đây là hướng đi mới mở ra nhiều triển vọng cho bà con nông dân vùng Ngũ Điền nói chung, Điền Hương nói riêng. Nuôi tôm trên cát thì trước mắt thì chuyển một số hồ là sang hướng đi mới đó là nuôi ốc hương, còn vấn đề các cái hồ mà nuôi tôm trong giai đoạn hiện nay thì địa phương đang khuyến khích bà con thì tạm dừng nuôi tôm vì đang khó khăn, cho nên là khuyến khích một số hộ là chuyển sang mô hình nuôi ốc hương, một số hộ là thả nuôi cá dìa rồi là cá kinh để tạm thời qua cái mùa dịch, và sau mùa dịch thì sẽ tiếp tục là nuôi tôm trong cái vụ cuối năm này. Qua đánh giá, quản lý đánh giá của chúng tôi là đây là một mô hình hết sức là thành công. Thông qua cái mô hình này thì chúng tôi cũng mong muốn là các người nuôi tôm, các người nuôi thủy sản trên địa bàn là cũng học tập cái kinh nghiệm để mà phát triển cái mô hình này lên. Tuy nhiên cái mô hình này thì phải đòi hỏi là những người nuôi phải thực sự có tâm, rồi là phải có cái nguồn lực lớn. Điểm mới của mô hình này là người nuôi thực hiện theo chuỗi liên kết từ cung ứng nguồn giống, chuyển giao kỹ thuật đến ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng phát triển nhân rộng mô hình.
việc các hộ nông dân chủ động tìm hiểu, mạnh dạn chuyển đổi từ nuôi tôm trên cát sang mô hình nuôi ốc hương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 được chính quyền địa phương và hộ nông dân tỉnh đánh giá cao. Thì hiện nay nhiều bà con nông dân mà nuôi tôm thấy tình hình khó khăn như vậy về đầu ra thì bà con đã chủ động chuyển đổi sang để nuôi các cái loại cây con khác, như là ở trên nhiều địa bàn, nhiều xã của vùng Phong Điền thì đã bà con đã chuyển các cái ao hồ nuôi tôm sang nuôi ốc hương. Và đây là một cái hình thức chuyển đổi theo chúng tôi thấy là nó có thể đem lại hiệu quả rất cao. Thời gian nuôi rồi đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn và cái đầu ra của sản phẩm thì hiện nay trên thị trường trong ngoài nước về cái nguồn hàng ốc hương là bán rất là được giá. Việc xây dựng chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản ngoài mục tiêu đảm bảo đầu ra ổn định, còn hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc, nâng cao uy tín sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đây là một xu thế tất yếu để xây dựng một ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững. Tiếp tục với những thông tin khác, qua đề mạnh thanh tra kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Tổng cục thuế đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 269 tỷ đồng đối với 104 doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng xác định là doanh thu làm giảm lỗ hơn 1.785 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.373 tỷ đồng. Từ đến ngày 15 tháng 7 vừa qua, toàn ngành thuế đã thực hiện được 32.851 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 35,53% kế hoạch năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 30.695 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 5.148 tỷ đồng. Dù thị trường vàng trong nước và thế giới vừa trải qua một tuần trượt giảm mạnh, song giới phân tích nhận định kim loại này sẽ tăng giá trở lại. Trong phiên giao dịch đầu tuần qua, giá vàng trong nước đã rời khỏi mốc 60 triệu đồng một lượng và lùi về sát mốc 58 triệu đồng một lượng. Đến phiên giao dịch hôm qua, 16 tháng 8, giá vàng tại thị trường trong nước dậm chân tại mức 54-56 triệu đồng ở hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới cũng đã nhất chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp và giảm 4,5% tính chung trong cả tuần này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích giá và nhiều khả năng giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần này bởi những tác động của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới và đặc biệt đã tác động của dịch bệnh khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Ngày 16 tháng 8, trên giao diện trang www.agoda.com đã có sự điều chỉnh vị trí của Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay vì Đà Nẵng mà Agoda đã định vị sai trước đó. Trong khoảng thời gian khá dài, nhiều du khách và người dân trong tỉnh rất bức xúc khi trang đặt phòng trực tuyến nổi tiếng như Agoda lại có định vị sai về địa điểm. Khi thực hiện tất cả các thao tác tìm kiếm địa danh Lăng Cô trên thanh công cụ tìm kiếm của Agoda đều cho ra kết quả thành phố Đà Nẵng. Đây là sự nhầm lẫn khiến du khách cứ nghĩ Lăng Cô thuộc thành phố Đà Nẵng, gây hiểu nhầm về mặt vị trí địa lý và ảnh hưởng đến thương hiệu điểm đến của du lịch Thừa Thiên Huế. Sự điều chỉnh này thể hiện sự cầu thị tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, bởi trước đó cơ quan chức năng khó liên lạc được với Agoda chi nhánh Việt Nam. Lăng Cô là điểm đến du lịch nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả quốc tế của Thừa Thiên Huế, với bãi biển tuyệt đẹp, có đầm lập ăn, hệ thống resort nghỉ dưỡng cao cấp. Vịnh Lăng Cô cũng đã được công nhận là vịnh đẹp thế giới do câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới World Bay bình chọn từ năm 2009. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng cố cán trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Huế. Năm 2005, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, lực lượng công an và Ủy ban dân các phường đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng thành lập lực lượng cố cán cơ sở. Bước đầu thành lập, lực lượng cố cán gồm có 87 trưởng ban, phó ban và ban viên. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trên địa bàn thành phố Huế có 932 trưởng ban, phó ban và ban viên. Đây là lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hàng năm, trên địa bàn thành phố Huế diễn ra hàng trăm sự kiện liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội mang tầm quốc gia và khu vực. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là hết sức quan trọng và đặt lên hàng đầu. Sát cạnh với hình ảnh của lực lượng công an làm nhiệm vụ, không thể thiếu bóng dáng của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng. Đảng ủy ban chỉ huy công an phố đã nghiên cứu và tổ chức nhiều lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, trường học, xí nghiệp để nâng cao cái khả năng ứng dụng pháp luật và sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ một cách là nhuần nhuyễn, tạo được cái cánh tay nối dài cho lực lượng công an ở tại cơ sở.
từ đó giúp cho lực lượng công an phá nhiều cái vụ án lớn cũng như đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự từ cơ sở. Mặc dù chế độ chính sách đãi ngộ đối với lực lượng cố gắng còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều người vì các anh như là ăn cơm nhà, thổi tu phạt hàng tổng, nhưng các anh tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, luôn kịp thời có mặt phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn. Không kể đêm hôm, những bước chân của các anh cùng lực lượng công an đã đi khắp các con đường ngõ xóm để tuần tra phòng chống tội phạm, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui. Qua đó đã kịp thời phát hiện, bắt xử lý những đối tượng, nhóm đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì bộ đội dân phố thì có những cái ngành nghề hỏng đồng điều, hẳn là qua những ngành nghề phổ thông là gia đình là phụ thuộc vào những chính ở các vị trí đó. Nhưng mà với cái tinh thần thì khó khăn, cái mặt cái khó khăn mà cái tinh thần thì giờ chính quyền địa phương và ban chỉ huy công an phường và công an thì thường xuyên động viên. Việc cũng có nhiều rất khó khăn, nhưng mà anh em cũng là công việc cũng rất nhiệt huyết, cũng rất tích cực. Là thành tích của là đơn vị bảo phủ của phường cũng là có những cái bằng khen, giấy khen của các cấp tỉnh, thành phố. Như vậy chúng tôi cũng thấy đó là một cái động lực cho anh em. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều tập thể, cá nhân lực lượng cố gắng cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, là lực lượng tiên phong đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện thành lập ban bảo vệ dân phố ngay từ khi nghị định có hiệu lực và tổ chức hoạt động tốt từ đó đến nay. Địa phương đã có nhiều văn bản, nghị quyết để chỉ đạo công tác này. Đơn cử như là địa phương có nghị quyết chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nghị quyết về công tác trật tự đô thị và có nhiều cái mô hình như mô hình vùng cộng đồng tự đảm bình yên, mô hình tổ tự quản để lực lượng này thực hiện nhiệm vụ. Những chiến công, thành tích, cống hiến thầm lặng của cả lực lượng cố gắng là hết sức quan trọng, xứng đáng được tuyên dương khen thưởng, đã góp phần quan trọng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Từ năm 2015 đến nay, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng kỷ niệm chương vì an ninh tổ quốc cho 166 lượt cá nhân, cờ thi đua cho 6 lượt tập thể, 27 đơn vị cực thắng, 69 chiến sĩ thi đua cơ sở và hàng trăm lượt tập thể cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.